Và sau đây là thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được. Sau hơn 40 ngày, Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Trung Quốc liên tiếp có những hành động vũ lực leo thang nhằm gây hấn và khiêu khích trên Biển Đông. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn đưa ra những tuyên bố vu cáo tàu Việt Nam có nhiều hành động sai trái làm phức tạp tình hình trên Biển Đông. Chiều nay 16 tháng 6, tại buổi họp báo quốc tế về tình hình Biển Đông, Bộ Ngoại giao kiên quyết phản bác những luận điệu sai trái của Trung Quốc và cung cấp những thông tin thực tiễn về tình hình trên thực địa hiện nay. Rất là chi tiết. Theo ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong thời gian qua, Trung Quốc duy trì khoảng 120 tàu trên ngày, trong đó có nhiều tàu quân sự, máy bay tuần thám, trực thăng nhằm uy hiếp lực lượng tàu Việt Nam. Các tàu Trung Quốc đã chủ động tấn công uy hiếp các tàu kiểm ngư của Việt Nam dưới các hình thức vây ép, thúc đẩy, đâm va, phun nước bằng vòi rồng, thậm chí còn có hành động ám mạn và ném các vật cứng sang tàu kiểm ngư, dùng hệ thống âm thanh âm tần, đèn pha công suất lớn nhằm làm ảnh hưởng tới tâm lý sức khỏe của lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Bên cạnh đó, các tàu Trung Quốc còn sử dụng các phương thức tạo cớ để tàu Việt Nam đâm va như chặn đuôi, vượt lên trước các tàu của Việt Nam để tàu Việt Nam đâm vào hoặc cố tình lùi lại với mục đích đâm vào tàu Việt Nam, từ đó tạo ra các tư liệu giả để vu cáo Việt Nam. Đến thời điểm này, đã có 23 tàu kiểm ngư của Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc va đập, phun nước áp lực và gây hư hỏng, làm 15 kiểm ngư viên bị thương. Trước thông tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo tại cuộc họp báo ngày 13 tháng 6 về việc chiều ngày 26 tháng 5, một tàu cá Việt Nam nhiều lần đâm vào tàu cá của Trung Quốc và tự bị lật. Ông Hà Lê khẳng định, đến nay chưa có trường hợp tàu Việt Nam nào chủ động va đâm vào tàu Trung Quốc như Trung Quốc đã đưa tin. Tại khu vực này, các tàu cá Việt Nam thường xuyên bị Trung Quốc xua đuổi uy hiếp. Đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc xảy ra vào ngày 26 tháng 5 năm 2014, khi tàu cá của Việt Nam mang số hiệu DNA 90152 có 10 ngư dân trên tàu đang khai thác thủy sản hợp pháp cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 17 hải lý thì bị nhiều tàu cá của Trung Quốc bao vây uy hiếp, và trong đó có tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 11209 đã chủ động bám đuổi đâm đẩy tàu cá DNA 90152 đến khi bị lật úp. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có hay không việc Việt Nam cử nhiều người nhái thả nhiều lưới đánh cá và chướng ngại vật tại khu vực hiện trường gây ảnh hưởng tới người và tàu cá Trung Quốc, ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, việc Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các tàu Việt Nam đâm húc 1.547 lần các tàu Trung Quốc, làm các tàu Trung Quốc hư hỏng tại buổi họp báo ngày 13 tháng 6 vừa qua là hoàn toàn sai lệch tình hình thực tế ở hiện trường. Chúng tôi bác bỏ thông tin sai lệch và phi lý trên. Thực tế vừa qua, chỉ có các tàu của Trung Quốc chủ động đâm va và phun nước vào các tàu Việt Nam, làm cho 36 lần trước tàu của Việt Nam bị hư hỏng. Trong đó, số tàu kiểm ngư bị hư hỏng là 23 tàu, tàu cảnh sát biển Việt Nam bị hư hỏng, 7 tàu cá của Việt Nam cũng là bị đâm va. Ông Ngô Ngọc Thu cũng cho biết thêm, mặc dù các tàu bảo vệ giàn khoan của Trung Quốc tiếp tục có những hành động ngăn chặn cản phá các tàu thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam, song lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam đã kiên quyết, kiên trì, kiềm chế, không mắc mưu khiêu khích chủ động vòng tránh, chỉ phát loa tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu bảo vệ ra khỏi vùng biển Việt Nam. Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến sự kiện, ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc sẽ đến Hà Nội tham dự hội nghị thường niên về hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc có đề cập tới vấn đề Biển Đông hay không. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết, chủ đề thảo luận tại cuộc gặp giữa hai nước sẽ bàn đến vấn đề Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cuộc gặp giữa Chủ tịch Ủy ban Hợp tác song phương hai nước sẽ là kênh quan trọng để hai bên tìm ra giải pháp trên Biển Đông.